Thái kính chào quý vị đến với bản tin 18 giờ tối của Vietnam Top News ngày 27 tháng 10 năm 2020. Bản tin tối nay xin mời quý vị tiếp tục cập nhật tình hình về bão số 9 đổ bộ miền Trung, an ninh xã hội và một số thông tin đáng chú ý trên thế giới. Miền Trung, bão Molep sẽ tạo sóng biển cao 10m, mưa lớn. Quảng Nam huy động quân đội lắp cầu tạm đưa dân qua vùng cô lập. Philippines, bão Molep khiến 2 người tử vong, 19 người mất tích. Ông Biden thừa nhận ông Trump vẫn có thể thắng. Thế giới ghi nhận thêm hơn 421.000 ca COVID-19 trong 24 giờ. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với những thông tin cập nhật trong nước. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang, Quảng Nam cho biết hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn huyện Tây Giang đang tiếp tục được huy động để dựng cầu tạm, vận chuyển hàng hóa và đưa dân các ngôi làng bị cô lập. Được biết, những đợt mưa bão liên tục trong hơn một tháng qua đã khiến 21 cầu treo tại huyện Tây Giang bị hư hại, trong đó có 9 cầu bị xé toạc hoàn toàn. Để khẩn trương khắc phục hậu quả, liên tục nhiều ngày qua, huyện Tây Giang huy động máy móc nhân lực mở đường vào các xã biên giới còn cô lập để đưa thức ăn, thực phẩm vào cho bà con. Mặt khác, hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng gồm Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Giang, lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Giang, dân quân địa phương và người dân đã được huy động chặt tre, giăng dây dựng các cây cầu tạm tại các vị trí cầu treo đã đứt gãy. Tại thôn Trà Lê, xã A Tiên, chiều 26 tháng 10, hàng trăm nhân lực gồm quân đội, đoàn viên thanh niên vẫn khẩn trương khiên gỗ, dựng cầu tạm để bà con hai bên bờ suối qua lại sau khi cầu treo tại làng Trà Lê bị lũ đánh sập. Tại thôn A Băng, một cây cầu mới bằng dây thừng và ghép từ nhiều cây tre cũng đã hoàn thành sau nhiều tuần quân dân hợp sức. Đã có 4 cây cầu tạm như vậy được dựng lên trong những ngày mưa bão vừa qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão số 9, tên quốc tế là Molep, vào lúc 4 giờ chiều nay, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 400 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, 135-150 km/h, giật thêm 3 cấp. Từ chiều mai, vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên động dữ dội, với sóng cao lên từ 6-10 m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, sóng cao 4-6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, sóng cao 3-5 m. Bão sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão ở khu vực Bắc Tây Nguyên, sức gió mạnh nhất cấp 8, 60-75 km/h, giật thêm 2 cấp. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi qua Nam Lào và Thái Lan. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão ở vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với sức gió 148 km/h, giật 185 km/h. Còn đài Nhật Bản dự báo, đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi, bán kính 110 km, sức gió 90 km/h, giật 126 km/h. Bão sẽ duy trì sức mạnh khi đến gần bờ Nam Trung Bộ và Trung Bộ với sức gió 130-150 km/h, giật 160 km/h. Đây là cơn bão cực kỳ lớn, vào bờ đúng thời điểm triều cường nên sẽ tạo ra sóng biển 7-10 m. Với sức mạnh này, nó có thể bốc một con thuyền lớn dưới biển lên đường hoặc lên ruộng. Sáng ngày 27 tháng 10, tại cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, hàng chục ngư dân khẩn trương di chuyển tàu thuyền lên bờ để tránh bão Molep, bão số 9. Để đưa tàu thuyền đến nơi trú ẩn an toàn, nhiều ngư dân đã thuê xe cẩu vào trong các khu dân cư. Được biết, cảng cá Sa Huỳnh có hơn 300 thuyền đang neo đậu và hơn 100 nhà bè đang nuôi thủy sản. Chiếc xe cẩu có tải trọng 5 tấn, được thuê cẩu những xuồng nhỏ lên bờ. Một ngày có thể cẩu gần 200 chiếc xuồng thuyền loại nhỏ. Mỗi chiếc nặng khoảng 700 kg, giá thuê 250.000 đồng cho một lần cẩu. Trung bình, mất khoảng 10 phút để cẩu một chiếc xuồng vào vị trí đậu. Cơn bão này được dự đoán rất mạnh, nên tất cả bà con có thuyền nhỏ phải cẩu lên bờ cho an toàn. Thuyền được cẩu vào bãi đóng thuyền cách bờ khoảng 100 m. Mỗi chiếc thuyền xuồng nặng khoảng 700 kg, với giá thuê cẩu khoảng 250.000 đồng cho một lần cẩu. Thuyền lên tới bờ, người dân dùng lốp xe chèn các cốc để khỏi bị bão làm xô lệch, hư hỏng. Những vật dụng khác như bánh lái, máy móc, cờ được mang ra khỏi thuyền. Thuyền xuồng được ngư dân chằng chóng tại bãi đậu. Công việc diễn ra khẩn trương để kịp hoàn thành trong buổi sáng. Những thuyền nhỏ không cẩu được, ngư dân buộc bạt kỹ càng, dùng dây neo buộc vào bờ. Các loại thuyền cỡ lớn được bỏ neo, đậu san sát ngoài cảng cá. Ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1978, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An, về tội trộm cắp tài sản. Được biết, lợi dụng người dân đang ra sức tập trung phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ, đối tượng từ thành phố Vinh sang Hà Tĩnh trộm nhiều xe máy.
Trước đó, trên địa bàn huyện Nghi Xuân xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, gây nhiều bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Các lực lượng của ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, soát xét, lên danh sách đối tượng nghi vấn, thu thập hồ sơ, tài liệu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện đã xác định được đối tượng Thành có nhiều nghi vấn, thường xuyên đến địa bàn huyện Nghi Xuân. Đặc biệt, Thành là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất bột cấm. Tại cơ quan công an, đối tượng Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Thành khai nhận từ đầu tháng 10 năm 2020 đến nay đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với tổng trị giá tài sản trên 100 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án. Sáng ngày 27 tháng 10, lãnh đạo đồn biên phòng Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 5 người dân của tỉnh Phú Yên gặp nạn trên biển, được tàu cá người dân địa phương cứu vớt. Được biết, khi đang hoạt động trên biển thì tàu bị phá nước và chìm, 5 người dân Phú Yên đã lên thúng chai, lên đên trên biển. Theo đó, vào chiều 26 tháng 10, tại trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, tàu cá BD97793TS do ông Phạm Văn Toàn ở Hoàng Hải, thị xã Hoài Nhơn làm chủ kiêm thuyền trưởng đã cập bến Tam Quan và đưa 5 người dân Phú Yên vào bờ an toàn. Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 10, khi tàu cá của ông Toàn đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa, Khánh Hòa, thì phát hiện có 5 người dân trên một thúng chai đang trôi dạt trên biển và cứu vớt lên tàu. Theo thông tin từ 5 người dân Phú Yên cung cấp, thì họ đi biển trên tàu cá BI96768TS của ông Lê Quang Tuấn, sinh năm 1972, ở Phú Yên. Lúc 5 giờ ngày 21 tháng 10, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển trên, thì bị phá nước và chìm, 5 người dân đã lên thúng chai, lên đên trên biển. Sức khỏe của 5 người dân ổn định và đã về lại địa phương. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật trên thế giới. Thưa quý vị, cơn bão số 9 đổ bộ vào Philippines hôm 25-26 tháng 10 đã khiến ít nhất 2 người tử vong và 19 người mất tích. Nhiều ngôi làng ngập trong nước lũ và gần 100.000 người dân ở Philippines phải sơ tán. Riêng tại tỉnh Quezon, hơn 21.000 người được đưa từ 294 trung tâm sơ tán từ 4 huyện của tỉnh. Họ sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ. Theo thống kê ban đầu, bão số 9 đổ bộ vào Philippines gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, có 2 người tử vong, ít nhất 19 người mất tích, gần 12 người dân ngoài biển. Gần 96.000 người ở phía nam Philippines phải sơ tán. Trong đó, khoảng 25.000 dân làng phải trú ẩn trong các trường học và tòa nhà chính quyền. Bão số 9 Molest là cơn bão thứ 17 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, sau khi bão Sodeo tuần trước gây lũ lụt diện rộng ở tỉnh Quezon, phía đông nam thủ đô Manila. Tại tỉnh Albay, 15.000 người sơ tán đã được phép trở về nhà, nhưng nhiều khu vực vẫn bị ngập và không có điện. Theo ước tính ban đầu, lũ quét do Molest gây ra đã phá hủy ít nhất 60 triệu peso, gần 2,9 triệu USD cây trồng ở tỉnh Cagayan, miền bắc nước này. Hơn 1.600 gia đình cũng phải di dời vì lũ lụt. Danilo Benitez, cán bộ phụ trách văn phòng nông nghiệp tỉnh cho biết, đây chỉ là báo cáo thiệt hại ban đầu vì giới chức đang tiến hành đánh giá thiệt hại ở các thị trấn khác cũng như thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng. Đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu khi mùa đông đang đến khiến số ca nhiễm mới tăng mạnh. Với 421.561 người nhiễm bệnh, 4.869 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong vì đại dịch lên 1.163.588 ca trong tổng số 43,7 triệu ca nhiễm và có 32.123.941 người đã bình phục. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 8.957.018 ca nhiễm và 230.986 người tử vong, tăng lần lượt 69.404 ca nhiễm và 494 ca tử vong so với một ngày trước đó. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 36.838 ca nhiễm và 505 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và tử vong vì COVID-19 lên lần lượt là 7.945.888 ca và 119.535 ca. Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 234 người tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 157.397 ca. Số người nhiễm COVID-19 tăng 15.726 trong 24 giờ qua, lên 5.409.854 ca. Nga ghi nhận thêm 219 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 26.269, trong khi số ca nhiễm tăng 17.347 ca, lên 1.531.224 ca. Giống nhiều quốc gia ở châu Âu, Nga đang chứng kiến ca nhiễm tăng khi thời tiết lạnh trở lại.
Pháp ghi nhận thêm 26.771 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 1.165.278 ca, trong đó 35.018 người chết, tăng 257. Đây là nước thứ 2 trong EU và là nước thứ 7 trên thế giới báo cáo ca nhiễm vượt 1 triệu. Thưa quý vị, ông Biden cho rằng đối thủ Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay bằng cách gieo hoài nghi để cử tri không đi bỏ phiếu. Ông cho rằng đây là trận chiến cam go, nhưng ông Trump lại tin điều mê toán khi dự đoán về chiến thắng của mình. Ông Biden cho rằng ông Trump đang tìm cách hạ uy tín cuộc bầu cử trong một nỗ lực khiến mọi người tự hỏi liệu có nên bầu hay không, liệu có đáng đi bỏ phiếu hay không. Ông cho rằng đây như lời đe dọa cử tri. Ông chủ Nhà Trắng từ lâu đã tìm cách gieo hoài nghi về tính hợp pháp của việc bỏ phiếu qua thư, liên tục đưa ra những cáo buộc không căn cứ về cách những lá phiếu này được bỏ và kiểm đếm. Tuy nhiên, ông Biden cho biết ông vẫn đang hài lòng khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao ở các bang cho bầu cử sớm. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra khi các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử 3 tháng 11 cho thấy lợi thế đang nghiêng về phía ông. Dữ liệu về cử tri đi bỏ phiếu sớm cũng cho thấy đảng Dân Chủ đang chiếm ưu thế hơn, dù đảng Cộng Hòa cũng đang dần thu hẹp khoảng cách. Trước ngày bầu cử 3 tháng 11, bỏ phiếu qua thư vốn được nhiều đảng viên Dân Chủ coi là cách an toàn hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, mặc cho phe đối thủ phản bác. Trung Quốc đã siết chặt các quy định áp dụng với 6 cơ quan truyền thông Mỹ trong một động thái mà theo họ là cần thiết. Động thái này được xem là hành động trả đũa sau khi Mỹ đưa 6 cơ quan truyền thông Trung Quốc vào diện phái bộ nước ngoài tuần trước. Cuối ngày 26 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo 6 cơ quan truyền thông Mỹ có các chi nhánh hoạt động ở Trung Quốc phải báo cáo cho chính phủ Trung Quốc các thông tin về họ trong vòng 7 ngày. Ông Triệu cho rằng chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế vô lý lên hoạt động tin tức bình thường của cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ và phân biệt đối xử với họ. Tổng cộng, Mỹ đã liệt 15 công ty truyền thông của Trung Quốc vào danh sách phái bộ nước ngoài. Ông Triệu nói biện pháp đáp trả của Trung Quốc là cần thiết và ngang nhau với phía Mỹ. Nội trong 7 ngày, các chi nhánh tại Trung Quốc của 6 cơ quan truyền thông Mỹ phải nộp văn bản báo cáo cho phía Trung Quốc tất cả thông tin về nhân viên làm việc, tài vụ, việc kinh doanh và bất động sản có ở Trung Quốc. Ông nói thêm, nếu Mỹ cố chấp làm theo ý mình, sai càng thêm sai, phía Trung Quốc chắc hẳn áp dụng thêm các biện pháp đáp trả. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 18 giờ của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Quý vị đừng quên đón xem bản tin của chúng tôi vào các khung giờ quen thuộc 6 giờ, 12 giờ 30 và 18 giờ tối hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 6 giờ sáng mai.